Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Ông Cao Thắng kể lại khoảnh khắc đón nhận tin Đông Nhi có bầu khiến ai cũng xúc động. Đông Nhi ông Cao Thắng đã làm đám cưới thế kỷ vào tháng 11 năm 2019 tại biển Phú Quốc sau 10 năm yêu nhau. Cặp đôi khiến nhiều đồng nghiệp, bạn bè ngưỡng mộ và tình yêu bền chặt suốt một thập kỷ qua. Đến hiện tại, họ đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, viên mãn sau khi kết hôn. Vợ chồng nam ca sĩ đã truyền rất nhiều niềm tin vào tình yêu cho giới trẻ. Mới đây trên trang cá nhân, ông Cao Thắng cũng chia sẻ cảm xúc về giây phút hạnh phúc không thể tả được khi bà xã báo tin vui. Có lẽ cũng như những ông bố trẻ khác, sự ngạc nhiên và vui mừng lẫn lộn chiếm hữu tinh thần nam ca sĩ. Anh viết vẫn còn nhớ hôm ba mẹ được gây bất ngờ về sự xuất hiện của con. Kèm theo đó là hình ảnh anh đang rạng rỡ cầm bức ảnh siêu âm thai nhi và rạng rỡ ôm vợ. Được biết Đông Nhi đang ở giai đoạn đầu của thai kỳ, sức khỏe và tinh thần đều tốt. Vào sáng ngày 28 tháng 4, Đông Nhi hạnh phúc thông báo tin vui cô đã có thai được 3 tháng sau hơn nửa năm đám cưới cùng chồng. Vợ chồng nữ ca sĩ bày tỏ sự háo hức chờ đón nhóc tì đầu tiên của gia đình. Sau khi chia sẻ tin vui này, vợ chồng Đông Nhi ông Cao Thắng đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng của bạn bè và người hâm mộ. Khá đông anh chị em nghệ sĩ V-Biz đã gửi lời chúc đến cặp đôi. Người hâm mộ hy vọng thời gian tới họ sẽ thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc bụng bầu trên mạng xã hội để mọi người cùng chúc mừng. Chắc chắn đó sẽ là một nhóc tì rất hot trên mạng xã hội. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.